việc hàng ngày, chắc hẳn có những hồ sơ, tài liệu bạn phải in ấn thường xuyên. Do đó, lưu file để thuận tiện cho việc in lại là vô cùng cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu này, Rico đã phát triển tính năng lưu file trong mục Document Server. Ngày hôm nay, Tâm Linh sẽ giới thiệu với các bạn tính năng vô cùng hữu ích này. Thank you.
Nếu thấy thích thì like, thấy hay thì subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.